Xin chào, nhân một ngày đẹp trời ra ngoài dạo chơi, tôi muốn khám phá một vùng đất vừa trù phú vừa tươi đẹp. Tôi rất hiếu kỳ nơi ấy có gì mà đẹp đến thế. Chuyện gì khó đã có Control F lo, bạn hãy cho mình biết đó là đồ đi nào. Chính là khoa du lịch của Đại học UH đó. Vậy sau đây, mình rất vinh hạnh để được giới thiệu cho bạn nghe về khoa du lịch của Đại học UH. Tiền thân từ bộ môn du lịch trực thuộc khoa thương mại du lịch Marketing, vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, Viện Du lịch được phát triển trở thành đơn vị đào tạo với hai trọng tâm chính yếu là giáo dục đại học và nghiên cứu ứng dụng. Mục tiêu của Viện là sử dụng kiến thức và chuyên môn trong lĩnh vực hiếu khách, du lịch và lữ hành thông qua mạng lưới hợp tác rộng khắp để thực hiện các nghiên cứu và thúc đẩy trao đổi kiến thức. Tuy nhiên, Viện đã chính thức đổi tên thành khoa du lịch từ tháng 11 năm 2021 vừa qua. Hiện tại, khoa du lịch thuộc trường kinh doanh UEH, một trong ba trường của Đại học UEH. Wow, thiệt là thú vị! Với cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, các bạn sinh viên có cơ hội học tập, nghiên cứu và làm việc trong một môi trường năng động và phát triển bền vững. Ngoài ra, bật mí nhỏ cho bạn biết là trường còn có UEH Boutique Hotel, khách sạn tri thức đầu tiên tại Việt Nam, nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập. Khách sạn UEH không chỉ là nơi lưu trú lý tưởng với đầy đủ tiện nghi như trung tâm Sài Gòn, nó còn là địa điểm thực hành, đào tạo giúp sinh viên các ngành, du lịch, khách sạn có thể thực hành các kiến thức nghề nghiệp và khơi nguồn các ý tưởng đổi mới sáng tạo. Đối với một ngành đòi hỏi sự năng động như ngành du lịch, thì chắc hẳn các sinh viên trực thuộc ngành cũng mang đặc trưng này. Minh chứng cho điều này là các hoạt động dành cho sinh viên do đoàn, hội, khoa và nhóm sinh viên nghiên cứu du lịch Travel Group UEH trực thuộc khoa du lịch tổ chức vô cùng sôi nổi. Vì vậy, hãy cùng mình điểm qua một số các hoạt động tiêu biểu của hai tổ chức này nhé. Sở hữu chất sực so cùng với những hoạt động sôi nổi như vậy đã đủ để hấp dẫn bạn đăng ký và học tập ở khoa du lịch Đại học UEH chưa nào? Hãy nhanh tay điền ngay các mảng ngành sau và đơn đăng ký nguyện vọng nếu bạn có đam mê với những ngành dịch vụ du lịch: ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103, ngành quản trị khách sạn 7810201. Tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở khoa du lịch Đại học UEH.